xin chào tất cả các em. Các em làm đề này chúng ta cảm thấy thế nào ạ? Cô sẽ chữa cái đề này cho các em nhé. Và chúng ta sẽ cảm thấy là khi mà cô chữa thì nó cũng không có gì quá khó khăn đâu. Đúng không ạ? Không có gì quá khó khăn với cái đề này đâu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bài chữa của cái đề này nhé. Bài này lưu ý này, cái đề này là cái đề cô soạn mới hoàn toàn. Các em sẽ không thể copy được ở đâu đâu ạ. Bởi vì là cô soạn mới hoàn toàn. Cho nên những bạn nào mà được điểm 10 bài này của cô thì phải rất là giỏi đấy, rất là siêu, đúng không ạ? Cho nên rất là xứng đáng nhận quà của cô nếu đối với những bạn được điểm 10. Ok, còn những bạn nào mà chúng ta chưa được điểm 10 hoặc chúng ta chưa được điểm 9 với cái đề này thì cũng rất là dễ hiểu thôi. Bởi vì là cái đề này cô làm cũng khá là chắc tay với các em, chứ cũng không để thả như cái đề số 1 nữa. Và cô rất là hy vọng rằng là sau cái đề này thì những cái lần thi thử tiếp theo cô cũng sẽ ra những cái đề để làm sao mà cho các em thử sức được mình và một cách chính xác nhất, đúng không ạ? Nào, câu số 1 của cô ạ. Câu số 1 nếu các em nhìn vào đây thì các em sẽ thấy này, cái câu này của cô nhá, nó đều là ED đúng không ạ? Các em lưu ý là cái đề minh họa lần 2 này của cô là cô thiết kế y chang đề thi của bộ, không khác gì luôn nha. Cô thiết kế y chang đề thi minh họa của bộ. Cho nên là các em, những bạn nào mà hiện nay ở mức 10 điểm của cái bài này thì các em yên tâm là đi thi cũng phải được đến 98, 99 rồi nhá. Ok. Bởi vì đề này không phải là đề dễ. Chắc chắn là như thế, được chưa? Rồi, câu số 1 là cái câu các em rất là hay bị nhầm. Đề này là cô còn ra kinh khủng hơn đề minh họa đấy. Bởi vì là cô còn lừa cơ. Chứ còn đề minh họa thì nó không không lừa các em nhiều như cô đâu. Rồi, cái câu số 1 này nhìn qua thì các em thấy nó là ED rất là khó phân biệt đúng không ạ? Tuy nhiên cái này nếu như bạn nào mà học cô và học cái khóa phát âm của cô thì các em đều biết rồi đúng không? Cái này là hatred, đúng không ạ? Ghét đúng không? Cái này là tính từ, do vậy mà chúng ta phải đọc là ịt. Tất cả những cái tính từ mà kết thúc bằng đuôi ed này, nó là tính từ, chúng ta đều đọc là ịt hết nha. Được chưa ạ? Đều đọc là ịt hết. Sorry. Ok. Thì cái này là hatred, cái này là naked, khỏa thân đúng không ạ? Và cái này là not. Cái này là động từ cho nên nó đọc theo đúng nguyên tắc như bình thường. Và cái này là, vậy thì khi mà chúng ta có hai cái này đọc khác rồi thì thằng này sẽ là khác thôi đúng không? Và cái này là sacred, là thiêng liêng. Được chưa? Đó. Vậy thì câu số 1 này là chọn đáp án C nhá. Ok. Rồi câu số 2 ạ. Cái bài này là bài cô soạn rất là kỹ lưỡng, cho nên là những bạn nào mà mong muốn có thể chép được cái bài này thì cũng không chép được đâu. Cho nên cái đề này là cái đề mà cái rất đáng để cho các em làm và các em xem cô chữa. Rất là đáng luôn đấy nhá. Và cái đề này là đề mà cô bám sát ma trận luôn. Được chưa ạ? Ma trận họ cho gì cô cho cái đó, thậm chí còn hơi khó hơn một xíu, được không? Và các em lưu ý này, chúng ta trúng tủ đề minh họa chưa chắc đã là trúng tủ đề thi thật. Bởi vì cái lượng từ vựng nó sẽ khác, rất là khác nhau. Do vậy mà các em phải học, vẫn phải riêng đối với từ vựng các em vẫn phải học rộng ra cho cùng tí nhá. Rồi, câu số 2 này. Câu số 2 là brought, sought, thought, được chưa ạ? Vậy câu số 2 nó bán là B thôi, được chưa? Cái này là drought. Được chưa? Cái này là drought, hạn hán. Còn lại các cái này đều là all, được chưa ạ? Ok, rồi câu số 3 của cô này. Câu số 3 là purpose. Cho âm rơi và âm tiết đầu tiên. Cái từ này là cái từ mà cô để cho các em nó hơi... Cái từ này là cái từ các em hay đọc sai này, đúng không ạ? Các em hay đọc từ này là gì ạ? Là purpose, đúng không? Tuy nhiên cái này cho âm rơi và âm tiết đầu tiên cho cô. Âm ơ và âm ơ ngắn. Và nguyên tắc trọng âm là âm ơ này không bao giờ mang trọng âm. Cho nên cho âm rơi và âm tiết đầu tiên, purpose, mục đích. Được chưa? Chúng ta sẽ đọc là purpose, được chưa? Những bạn nào mà đã học cô rồi chắc không sai câu này. Compose, trọng âm rơi bấm tiết số 2. Ơ không mang trọng âm, được chưa? Nhấn vào trọng âm bấm tiết số 2, compose. Cái này là propose, được chưa? Và cái này là supposed. Ok chưa? Ok, vậy thì ở đây sẽ là gì ạ? Compose, propose và suppose. Đáp án cô sẽ là đáp án A, xem chưa? Purpose. Ok. Rồi câu số 4 này. Câu số 4 thứ nhất, cái đuôi N này thường nhận trọng âm và âm tiết vào chính nó nếu như nó là động từ nhá. Là danh từ thì nó là thường, nếu là đuôi N này nhá, nếu nó là động từ thì chúng ta đọc nó là N và nhấn trọng âm vào chính nó luôn cho cô. Còn nếu như cái đuôi N này là đuôi của tính từ hoặc là của danh từ đi thì thường nó sẽ đọc là N, được chưa? Entertain, nhấn vào đây. Engineer, đuôi ear cũng là đuôi tự nhấn trọng âm vào đây. Referee, nhấn trọng âm vào đây. Và chỉ có committee là nhấn trọng âm bấm tiết số 2. Và cái này nó thuộc về ngoại lệ. Đáng lẽ ra nó phải nhấn trọng âm bấm tiết số 3, nhưng cái này nó ngoại lệ cho nên nhấn trọng âm bấm tiết thứ 2 cho cô. Cái này là ủy ban, được chưa ạ? Cái này là cái từ mà em, các em cần phải quan tâm cho cô nhé.
các em cần phải quan tâm cho cô, bởi vì cái từ này rất dễ ra này, bởi vì nó là cái phần ngoại lệ. Cứ cái gì ngoại lệ là các em phải lưu ý cho cô nhá. Còn nguyên tắc thì chúng ta không nói làm gì rồi, được chưa? Committee, được chưa? À, chúng ta lưu ý cho cô này, có cái từ này này, cái từ này cũng rất là hay hỏi này. Thì cái từ này nó lại khác với từ committee. Committee thì chỉ có một cách đọc duy nhất là âm tiết thứ hai, nhưng employee có hai cách đọc, hoặc âm cho âm và âm tiết thứ hai, hoặc cho âm rơi và âm tiết thứ ba. Cho nên cái này là cái mà người ta cũng hay động đến, được chưa? Còn cái này thì chỉ có một cách đọc thôi, committee. Vậy đây chọn đáp án C cho cô, được chưa? Rồi câu 4C. Câu số 5 của cô này, theo đúng ma trận câu số 5 của cô sẽ là câu hỏi đuôi. All of my friends, câu này là cô ra rất là dễ, đúng không? Không lừa đảo gì nhá. All of my friends have, được chưa? Thế thì cái từ have của cô đây đằng sau nó không hề có động từ phân thứ hai, do vậy động từ have của cô đây nó là động từ thường, chia ở hiện tại đơn, đúng chưa? Vậy thì trợ động từ trong thị hiện tại đơn đi với cả all my friends, chủ ngữ là they, đúng không? Trợ động từ đi với hiện tại đơn là do, được chưa? Nhá. Và cô dùng dạng phủ định bởi vì đằng trước là khẳng định, cho nên con này là don't they, đáp án A. Có bạn nào bị lừa chọn sang đáp án C không ạ? Có những bạn mà mắt nhìn nhanh quá chọn đáp án C đấy nhá. Ok, được chưa? Câu 5A. Câu số 6 này. Câu số 6, he that day he had to pay $500 for that faulty part. Ok, anh ta phải trả $500 cho cái phần bị lỗi. Tức là anh ta phải nhờ người khác sửa cái xe của anh ta, chứ không phải là tự anh ta sửa xe, đúng không? Vậy ở đây cô sẽ có một cái cấu trúc bị động, đấy là have somebody do something, nhờ ai đó làm gì. Và khi chuyển sang bị động thì chúng ta sẽ sử dụng công thức là had something và done, được chưa? Đấy, thế thì trong trường hợp này cô sẽ chọn đáp án A thôi. Had his car repaired, chính là cấu trúc have something done, cấu trúc câu bị động, được chưa? À, theo ma trận của bộ thì câu số 6 là câu bị động. Đề của bộ, đề minh họa của bộ ra câu này rất là dễ. Họ sử dụng đúng B2B cộng phân thứ hai, là cấu trúc gọi là rất là cơ bản của bị động. Tuy nhiên cô hãy nâng cao một chút lên ở cái đề thi này, là cô cho dạng gì đấy ạ? Cô cho cái dạng đặc biệt nhá, đối với câu bị động. Ok, trong cái chương trình chống liệt của cô năm nay thì sẽ có, chắc chắn là cô sẽ chống liệt cho các em câu hỏi đuôi, và chắc chắn cô sẽ chống liệt cho các em câu bị động, vì hai cái này chắc chắn là sẽ dễ, chắc chắn là có rồi và rất dễ để chống liệt được, cho nên cô sẽ chống liệt hai cái phần đấy cho các em trong nội dung khoảng tầm 10 buổi chống liệt, được chưa? Câu số 7 này, Fiona is very angry. Ok, her board's decision to sack several members of staffs. Fiona rất là tức giận, đúng không ạ? Thì cái này các em lưu ý cho cô này, tức giận cô sẽ có hai cái giới từ có thể đi được với angry, đi được với angry có thể đi với nó. Thứ nhất, angry with somebody about something, tức giận với ai về điều gì, đúng chưa? Thì ở đây cô có là her boss's decision, tức là tức giận về cái quyết định của sếp, chứ không phải quyết định, chứ không phải là tức giận với sếp. Do vậy trong trường hợp này chúng ta phải có something ở phía đằng sau, đúng không ạ? Và nếu something ở phía đằng sau thì các em phải chọn cho cô phương án là C cơ nhá. Vậy câu 7 của cô đáp án phải là C, about, được chưa? Rồi câu số 8. Câu số 8 là cái câu mà các em sử dụng đến câu so sánh càng càng. The older I am, thì đằng sau chắc chắn phải có the cộng so sánh hơn rồi, đúng không? The cộng so sánh hơn. Thế thì thằng A này cô bỏ này, the most này cô cũng bỏ này, the more thì đúng, the more thì đúng. Nhưng bây giờ cô sẽ xem này, forgetful increasingly thì không được, mà increasingly ở đây theo đúng trật tự nó phải đứng đằng trước cơ, đúng không ạ? Nó phải đứng đằng trước cái tính từ này để nó chỉ cái việc là gì ạ? Càng ngày càng trở nên đãng trí hơn. Vậy thì ở đây sẽ phải là đáp án D, được chưa ạ? Rồi câu số 8 sẽ là đáp án D chính xác. Câu số 9 nhá. Câu số 9 này, my roommate has just bought a car. Câu này là câu OSASCOM nhá. Năm nay trong chương trình chống liệt của cô cũng sẽ có cái nội dung về OSASCOM. OSASCOM là cái nội dung mà các em phải chống liệt. Vì sao? Bởi vì nó dễ, bởi vì nó là công thức, bởi vì nó là nhắm mắt cũng làm được, cho nên là sẽ thuộc về cái chương trình chống liệt của cô, được chưa ạ? Dự kiến là sẽ khoảng tầm tháng 5 thì cô sẽ lại có một cái chương trình chống liệt. Với những bạn nào mà hiện nay đang muốn chống liệt thì chúng ta chờ đợi cái chương trình đó nhá. Hoàn toàn là free trên page, được chưa ạ? Ok, câu này của cô OSASCOM thì chúng ta nhìn thấy này, opinion là cái tính từ đầu tiên, thì trong này không có, bốn cái từ này không có opinion, đúng không? Cô lấy một thằng này ra thôi. Các em nếu là OSASCOM, các em cứ lấy một thằng đầu tiên ra, các em xếp, sau đó thì các em so đáp án, được chưa ạ? Size thì bắt đầu sẽ là thằng small. Small thì ở đây có hai thằng small, do này cô loại đáp án A, loại đáp án D, được chưa? Tiếp theo đến H là O. O chính là thằng H đứng cạnh luôn. Vậy thì không có gì ngần ngại, cô chọn đáp án B luôn, được chưa ạ? Đấy, OSASCOM.
Tính từ chỉ opinion, quan điểm, size, age, shape, color, origin, material và purpose. Được chưa ạ? Chúng ta xếp đủ các cái này vào đúng cái vị trí này của cái OSASCOM thì chúng ta sẽ làm được cái câu này thôi. Câu này dễ lắm. Được chưa ạ? Rồi, câu số 10 này. The passengers were waiting to board the game when it... Now, when it... Ở đây là gì đấy ạ? Đang thực hiện một hành động đang xảy ra thì có một hành động khác xen vào. Thì cái hành động xen vào các em để cho cô ở quá khứ đơn. Nếu như hành động đang xảy ra để ở quá khứ tiếp diễn. Vậy này cô chọn đáp án C. Xong chưa? Rất là dễ. Rồi câu số 11 này. She worked harder. She couldn't make the deadline. Mặc dù là cô ấy làm việc đã chăm chỉ hơn rồi đấy, nhưng cô ấy vẫn không thể theo kịp được deadline. Vậy câu này là mặc dù đúng không? Mặc dù cô sẽ bỏ hai cái thằng này đi, đúng không ạ? Because là bởi vì, due to cũng là bởi vì. Khác nhau đấy là because cộng mệnh đề và due to cộng danh từ, được chưa? Vậy bây giờ hai thằng này là bởi vì này, thì trong này sẽ có thằng inspire cộng danh từ, thằng này là cộng mệnh đề. Vậy thì ở đây cô sẽ có chủ ngữ cộng động từ, tức là thằng này đang là một mệnh đề, đúng không? Do vậy cô chọn đáp án B. Ok. Đấy, câu 11 cũng là đáp án B. Được chưa? Mấy cái câu ngữ pháp này cô có thể chống liệt cho các em hết. Câu số 12 này. The plans had been made for an intermediate evacuation of the city. Ok, cái kế hoạch được đưa ra để evacuation ở đây của cô mang nghĩa là sơ tán. Đúng không ạ? Cái kế hoạch sơ tán ngay lập tức đã được đưa ra. Đúng không? Rồi, thế thì ở đây là gì ạ? Ngay khi mà cái vụ nổ bom này bắt đầu thì ở đây là had been made, cái lưu ý cho cô. Vậy ở đây không thể nào mà quả hiện tại đơn mà lại phối hợp với cả thằng quá khứ hoàn thành như này được, đúng không? Do vậy chúng ta không chọn thằng này nhá. When the bomb không thể has started, sau đó lại had been made được, cũng không phối hợp thì như thế này. Được chưa ạ? Bây giờ chỉ còn hai cái phối hợp thì là started và started đây đều phối hợp với thằng này. Vậy thì chúng ta nhớ cho cô này, as long as của cô đây nó là miễn là, nó thay cho vế của if. Được chưa ạ? Nó thay cho thằng if. Vậy nếu mà thằng if mà đặt vào đây thì liệu câu này có phải là nếu mà bom nổ, bắt đầu nổ thì plan này sẽ được đưa ra không ạ? Sai đúng không ạ? Không phải dùng if trong trường hợp này. Do vậy nhớ cho cô là by the time. Được chưa? Câu này cô ra đúng chuẩn đề của bộ đây nhá. Sự kết hợp từ với by the time thì các em lưu ý cho cô này, bộ có thể ra ở hai nội dung như sau đối với by the time. Bởi vì by the time sẽ chỉ có hai sự kết hợp từ thôi. Một là by the time cộng với chủ ngữ cộng động từ ở hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành. Nối hiện tại hoàn thành, nối với nhau bên kia là chủ ngữ cộng tương lai hoàn thành. Tương lai hoàn thành, được chưa ạ? Hoặc là by the time sẽ nối với chủ ngữ cộng động từ chi ở quá khứ đơn. Được chưa ạ? Và cái vế ở kia là quá khứ hoàn thành. Thì by the time của cô nó sẽ chỉ có hai cái dạng như thế này thôi nhá. Nó sẽ chỉ có hai cái dạng phối hợp thì như thế này thôi. Đấy, những bạn nào chống liệt thì cô sẽ dạy cho các em cái cấu trúc này, đi vào cứ thế mà tương nó vào thôi. Được chưa? Câu số 13 của cô này. Out of emergency headquarters in Mississippi, the Red Cross set up temporary shelters for the homeless. Red Cross ở đây là hội chữ thập đỏ. Được chưa? Nào, cái câu số 13 trong cái đề minh họa của bộ cũng như là trong cái đề thi này, nó chính là câu hỏi về having done, là câu hỏi về dạng phân từ. Câu hỏi về dạng phân từ nhấn mạnh sự hoàn thành của hành động. Được chưa? Nhá. Câu hỏi về phân từ nhấn mạnh sự hoàn thành của hành động. Tức là gì ạ? Khi mà người ta đã tổ chức xong, người ta đã sắp xếp xong cái khu vực hay là cái trụ sở chính của cái việc của emergency headquarters, tức là cái trụ sở chính trong cái việc cấp cứu à, đúng không ạ? Ở Mississippi thì hội chữ thập đỏ đã dựng nên những cái nơi ở tạm dành cho những người vô gia cư. Vậy thì khi thực hiện xong cái hành động này thì người ta bắt đầu thực hiện cái hành động này, đúng không ạ? Do vậy mà hành động xảy ra trước, nó phải hoàn thành rồi người ta mới có thể thực hiện cái hành động là set up. Do vậy đây chúng ta sẽ sử dụng cho cô là having operated. Câu số 13 đáp án B. Vậy các em cứ nhớ cho cô là người ta muốn nhấn mạnh về dạng hoàn thành thì người ta sẽ sử dụng dạng phân từ, được chưa ạ? Rồi câu số 14 này. She's never quite sure what she wants to do. Câu này rất là dễ thôi nhưng mà các em hay bị lừa. Câu này là câu hỏi về loại từ. Thứ nhất, decision là danh từ. Indecisive là tính từ. Decisive là tính từ. Và decided là động từ ở dạng phân từ 2. Đúng chưa? Vậy trong cái câu này các em nhìn thấy này,
cô ấy rất là như thế nào đấy. Cô ấy không bao giờ chắc được cái việc mà mình muốn cái gì. Vậy thì ở đây chúng ta she's very, ở đây cô phải tìm một tính từ đã. Vậy nếu tính từ cô loại A và cô loại D đi, được không? Cô sẽ có hai tính từ là indecisive và decisive. Thì chúng ta sẽ phải dựa vào nghĩa của nó một chút này. Indecisive là không quyết đoán, còn decisive là quyết đoán. Vậy trong trường hợp này là gì ạ? Cô ấy không bao giờ chắc được về cái điều mà cô ấy muốn. Vậy thì cô ấy không bao giờ chắc về điều cô ấy muốn, tức là cô ấy là một người gì ạ? Không quyết đoán. Đáp án B. Được chưa? Đấy. Thì cái câu này của cô nó hơi khó hơn so với đề của bộ một chút. Đấy là họ đề của bộ sẽ cho là danh động tính trạng, đúng không? Các em chỉ cần xác định được tính từ một cái là các em chọn được ngay đáp án. Nhưng ở đây cô yêu cầu các em phải nâng cao hơn một chút. Đấy là các em xác định được đây là thiếu tính từ rồi, nhưng các em còn phải phân định được hai cái tính từ với nhau nữa. Thì cái này của cô nó sẽ khó hơn đề của bộ một chút. Do vậy những bạn nào mà ngày hôm nay được điểm 10 là rất là đáng khen. Ok, câu số 15 này. In my opinion, okay, in my opinion it's a common sense to a seat belt in a car. Theo quan điểm của tôi, một cái điều rất là bình thường, common sense, vô cùng bình thường, đấy là chúng ta phải như thế nào ạ? Chúng ta phải cài dây an toàn khi chúng ta ở trong xe ô tô. Vậy thì thắt dây an toàn, cài dây an toàn, chúng ta sẽ có một cái put on, được chưa? Và put on đây chính là bằng với wear, được chưa? Wear. Carry on là tiếp tục làm gì? Tiếp tục làm gì? Put out là dập tắt, đi với cả dập lửa đấy nhá, dập tắt. Carry out là thực hiện, tiến hành một cái gì đó. Đây là câu hỏi về cụm động từ. Và các em lưu ý, câu hỏi về cụm động từ thì chắc chắn là chúng ta phải biết thì chúng ta mới làm được rồi. Có không biết thì thôi nhá, đúng không ạ? Không biết thì chỉ có làm bừa thôi chứ biết làm sao, đúng không? Thế thì các em lưu ý này, riêng tất cả những cái câu hỏi bắt đầu từ câu hỏi số 14 trở đi là bộ cho hoàn toàn về từ vựng. Và hầu hết có rất nhiều các câu từ vựng trong đề của bộ. Ngữ pháp nó sẽ chiếm khoảng tầm 40%, còn từ vựng nó chiếm khoảng 60%. Do vậy những bạn nào mà có ít từ vựng thì chúng ta sẽ thua ngay lập tức nhá. Mà cái việc học từ vựng thì các em cố gắng là chúng ta đừng học tủ quá. Khi các em học tủ từ vựng đồng nghĩa với việc là các em thu hẹp cái vốn từ vựng của các em lại, là đến lúc khi đi thi ấy là các em nếu mà không vào cái phần trúng tủ của em là các em tắc ngay lập tức. Do vậy tất cả những bạn nào mà có ý định là chúng ta học tủ từ vựng thì cô xin phép là các em bỏ ngay cái ý định đấy đi ạ. Bởi vì là trúng tủ từ vựng nó thuộc về may mắn hay không may mắn thôi. Còn nếu chúng ta muốn nắm chắc từ vựng thì chỉ có mỗi một việc là chúng ta phải học nhiều, đúng không ạ? Và học ở đây chúng ta phải có phương pháp chứ không phải là chúng ta kiểu ngồi tụng kinh. Thế nên là những bạn nào mà chúng ta học thì chúng ta lưu ý cho cô là về vấn đề từ vựng nhé. Rồi câu số 16 của cô lại tiếp tục là một câu về từ vựng. Các em nhìn thấy này. How do you about the pollution problem in this country? Bạn cảm thấy như thế nào? Ở đây cô cái từ này là một cái từ rất là key cho cô này. Cái từ how ở đây là cái từ mà các em cần phải nhắm được này nhá. Nếu như mà ở đây thứ nhất react phải đi về dấu từ to rồi, không đi về dấu từ about, cho nên cô loại luôn cái thằng này. Được chưa? Believe cũng không là believe about. View cũng không là view about được, mà ở đây chỉ có feel about. Được chưa? Feel about something có nghĩa là gì ạ? Cảm thấy như thế nào? Cảm thấy. Được chưa? Vậy câu 16 chúng ta sẽ là đáp án B nhá. Được không? Rồi câu số 17 của cô này. Nobody died in the terrorism. Terrorism của cô đây là vụ khủng bố. Khủng bố này. Câu này cũng là một câu khá là lừa một tí. Không ai bị chết trong vụ khủng bố, nhưng khoảng 20 người bị thương. Thì các em lưu ý trong câu này. Bị thương, thứ nhất là damage là bị phá hủy, cô bỏ đi này. Spoiled là bị hư hỏng. Ví dụ như là những cái đứa con hư hỏng ấy, thì chúng ta gọi là spoiled. Được chưa ạ? Injured và wounded của cô đều mang nghĩa là bị thương. Tuy nhiên, injured của cô ở đây nó là bị thương trong các cái tai nạn. Được chưa ạ? Các cái tai nạn không may xảy ra thì chúng ta bị injured. Hoặc là ví dụ như chúng ta bị đứt tay thì đấy cũng là một hình dạng, một cái hình thức của injured. Nhưng wounded thì phải là đáp án D. Bởi vì sao? Wounded ở đây là trong cuộc khủng bố, đúng không ạ? Trong các cuộc khủng bố này, trong các cuộc thả bom này, trong các cuộc chiến tranh này mà người ta bị thương thì khi đấy chúng ta phải dùng từ wounded. Người bị thương chúng ta sẽ dùng là the wounded. Người bị thương, danh từ chỉ người. Được chưa? Đấy, vậy thì các em câu này các em phải so sánh hai từ là B với cả D của cô. Thì cái này nó là từ cùng trường nghĩa. Từ cùng trường nghĩa thì các em phải lưu ý là chúng ta sẽ phải động đến nghĩa của từ một chút. Được chưa? Ok. Rồi câu số 18 này. My uncle of the inheritance của cô đây nó mang nghĩa là thừa kế. Thừa kế. Chú của tôi như thế nào? Chú của tôi như thế nào đấy? Trong cái vụ thừa kế đó có giới từ ở vào đây. Thứ nhất, let the cat out of the bag có nghĩa là tiết lộ,
để lộ con mèo ra khỏi cái túi, đúng không ạ? Tức là chúng ta tiết lộ về điều gì? Roll up his sleeves. Ok. Sorry, phương án B trước đi nhá. Phương án B của cô này, got the lion's shares, có nghĩa là gì ạ? Got the lion's shares có nghĩa là gì? Chiếm phần nhiều, đúng không ạ? Hay nói cách khác là có một cái món hậu hĩnh, chiếm phần nhiều trong một cái gì đó, đúng không ạ? Hay nói cách khác là gì ạ? Hay nói cách khác là chiếm một phần lớn hay là hậu hĩnh, được chưa ạ? Tiếp theo cô có từ roll up one sleeve của cô, có nghĩa là chuẩn bị để là chuẩn, gọi là gì ạ? Prepare for hard work, tức là chuẩn bị để làm việc chăm chỉ. Nhá, cô dịch nôm na là như vậy. Nhá, chuẩn bị để làm việc chăm chỉ. Chuẩn bị để làm việc chăm chỉ. Được chưa ạ? Tức là giống như kiểu người ta nói là gì ạ? Sắn tay áo lên để làm đấy, đúng không? Sắn tay áo, anh ta chuẩn bị sắn tay áo lên để thực hiện một cái công việc gì đó. Được chưa ạ? Rồi tiếp theo, broken leg của cô đây là chúc may mắn. Nhá, khi mà các em muốn chúc ai may mắn, em hãy nói câu là break a leg. Được chưa? Break a leg là chúc may mắn. Đó. Vậy trong trường hợp này chúng ta chọn cho cô đáp án B. Tức là chú của tôi nhận được một cái món rất là hậu hĩnh từ cái việc thừa kế này. Ok. Rồi câu số 19 này. Câu số 19, các em lưu ý cho cô này. Năm nay bộ ra hai câu. Đấy là câu số 17 và câu số 19. Câu số 16, 17, 19 sẽ có 3 câu kiểu như thế này ạ. Là ra trên hình thái của từ cùng trường nghĩa. Nhá. Ra trên hình thái của từ cùng trường nghĩa nhưng lại phải kết hợp một chút cụm từ cố định vào thì các em mới làm được. Đấy. Thì năm nay bộ lại ra kiểu, bộ lại chơi kiểu đánh ghép như thế. Đấy. Năm nay bộ lại chơi kiểu ghép như thế. Thế thì cũng không sao cả. Mình học chắc kiến thức thì mình chẳng có vấn đề gì hết. Cô thì cô không riêng với những cái gì có thể tủ được thì cô sẽ tủ cho các em tủ chặt. Tủ để các em không bị lệch tủ nhá, chứ không phải là tủ theo kiểu tủ linh tinh đâu. Tủ để làm sao trên tinh thần là có hướng dẫn của bộ và nghiên cứu các cái đề thi vài năm trở lại đây thì cô sẽ tủ cho các em được các câu liên quan đến ngữ pháp. Còn những câu liên quan đến từ vựng ấy thì cô khuyên là các em không tủ. Được chưa? Tuy nhiên những cái câu này nếu mà các em biết các em làm được ngay, các em không biết thì chịu, đúng không? You are under no, thì ở đây cô sẽ có một cái cụm là gì ạ? You are under no obligation. Cái này nó vừa là cụm từ cố định và vừa là nghĩa của từ luôn. Bạn không bắt buộc, đúng không? Phải giúp đỡ. You are under no obligation to have as. Cái từ as của cô đây là bằng với từ because. Nếu các em không hiểu thì rất là khó để các em chọn được đáp án đấy. Bởi vì cái việc giúp đỡ hoàn toàn, đúng không ạ? Hay đơn thuần chỉ là tự nguyện mà thôi, đúng không? You are under no obligation to have. Bạn không việc gì mà phải giúp đỡ. Bạn không có nghĩa vụ, bạn không có trách nhiệm, bạn không bắt buộc phải giúp đỡ bởi vì cái việc giúp đỡ hoàn toàn là tự nguyện. Thì đây chúng ta sẽ có cụm là under no obligation. Được chưa ạ? Tuy nhiên chúng ta cũng có một cái cụm là under no control. Thì cái under no control đây là gì ạ? Không bị kiểm soát, đúng không? Vậy thì ở đây gì ạ? Họ vừa kiểm tra mình kiến thức về cụm cố định, đấy là under no cộng với cả một danh từ nào đó. Nhưng họ vừa kiểm tra mình về gì ạ? Về nghĩa của câu. Đấy, thì đấy là năm nay sẽ có một đến hai cái câu mà bộ sẽ ra kiểu như thế này, nên các em phải cẩn thận nhé. Được chưa ạ? Rồi, circumstance đây là trường hợp này, judgment là sự phán xét. Câu số 20 này, from a financial point of view, it was a very risky plan. Đứng xét trên phương diện là về mặt tài chính thì đây là một cái kế hoạch rất là gì ạ? Risky. Risky tức là một kế hoạch rất là mạo hiểm, đúng không? Thế cái từ mạo hiểm các em sẽ chọn là từ gì? Mạo hiểm này, đây là chọn đồng nghĩa các em nhá. Mạo hiểm các em chọn từ gì? Dangerous là nguy hiểm, chứ không phải là mạo hiểm. Cho nên chúng ta không chọn đáp án A. Rosie nhá. Rosie chọn đáp án A rồi. Nhìn một cái là chọn luôn đáp án A. Đây là nguy hiểm, gặp nguy hiểm. Còn risky đây là sự mạo hiểm, sự phiêu lưu. Được chưa? Cho nên đây phải là đáp án C cơ. Đấy. Spoiled là hư hỏng này. Và safe là an toàn. Được chưa? Câu số 21, the conference was really messy and a complete waste of time. Waste of time. Cái buổi hội thảo này thì vô cùng là lộn xộn và nó hoàn toàn là một cái sự gọi là mất thời gian. Thế thì mất thời gian ở đây đồng nghĩa với việc gì? Đồng nghĩa với cái gì? Đồng nghĩa với vô ích, useless. Đúng chưa? Disorganized là thiếu sự tổ chức.
useless là vô ích. Chaotic bằng nghĩa với disorganized, tức là bằng nghĩa với cả từ messy nữa, đúng không ạ? Tức là rất là lung tung. Và useful là có ích. Vậy trong trường hợp này chọn đồng nghĩa cho cô với từ 20 là B. À 21 là B. Câu 22 nào. She's very efficient. She can be relied on to do her job properly. Cô ấy rất là như thế nào đấy? À, không biết, đúng không? Nếu mà chấm câu ở đây là chịu chết, không biết từ efficient là gì. Nhưng sẽ phải đọc câu tiếp theo. Đây là cái kiến thức nhá. Đây là cái chiến thuật để làm câu hỏi đồng nghĩa trái nghĩa. Trong cái cuốn chiến thuật ghi điểm câu hỏi từ vựng mà cô ra mắt ấy, khoảng 3 cho đến 5 hôm nữa thì cô sẽ bắt đầu gửi sách cho các em. Bây giờ nhà in đang làm việc hết công suất nhưng vẫn chưa thể kịp được, cho nên là khoảng 3 cho đến 5 hôm nữa thì cô sẽ bắt đầu gửi sách cho các em. Thì trong cái cuốn chiến thuật từ vựng đấy của cô thì các em lưu ý là cô chỉ rõ cho các em cái chiến thuật để các em làm close it và opposite meaning là gì. Có một loại câu hỏi khoảng câu hỏi số dạng câu hỏi số 10 thì phải, là dạng câu hỏi về close it và opposite meaning, thì cô chỉ ra cho các em là các bước để các em thực hiện là như thế nào và các em bám vào đâu nội dung như thế nào để cho các em làm. Thì trong đấy cô đã ghi rất là rõ rồi, thì các em hoàn toàn là có thể bám được vào đó để các em học. Hoặc ví dụ bây giờ cô đang chữa cho các em như thế này cũng là hoàn toàn chữa trên tư duy của cái việc các em làm nhá. Ví dụ như nếu mà họ đề người ta cho một câu đây là các em tắc tịch luôn này này, đúng không? Nhưng mà đề họ cho một cái câu này nữa thì các em phải hiểu rằng là cái câu này đứng đây không phải là thừa. Câu này đứng đây không phải là để không làm gì, không phải để làm cảnh, mà câu này đứng đây là để mục đích hỗ trợ em hiểu được cái từ efficient là gì. Đấy là cái yêu cầu của bộ nhá. Đấy là cái yêu cầu của bộ, đúng không ạ? Rồi, ok, sách từ vựng có bán lẻ không cô? Sách từ vựng cô có bán nha em nhá. Sách từ vựng hiện nay cô đang bán và đang trong chương trình ưu đãi. Trong 3 ngày, từ ngày hôm nay cho đến hết ngày mùng 10, các em đã được mua sách với giá ưu đãi nhá. Và các em mới mua sách, các em inbox cho cô. Đừng chậm trễ nữa, đặc biệt là các bạn 2K3, bởi vì cuốn đấy cô chia thành từng dạng trong đề thi, nó rất là sát, chứ không, cô không phải là dạy theo chủ điểm, chủ đích gì đâu. Cho nên là các em gần như là cô cung cấp hết cho các em rồi, các em chỉ việc học thôi. Ai chăm chỉ mà học được cái cuốn đó của cô từ giờ cho đến lúc thi thì đảm bảo là các em chắc chắn là sẽ ổn. Đó, đặc biệt các bạn 2K3 đừng chần chừ. Thứ nhất là ở đây cô sẽ có này, cô ấy có thể làm sao đây ạ? Dựa vào, đúng không? Dựa vào để làm cái công việc này một cách gì đây? Một cách tốt nhất, một cách ngon lành, đúng không? Vậy thì cô ấy là người như thế nào? Cô ấy có thể được dựa vào, đúng không ạ? Đấy, tức là người ta dựa vào cô ấy để làm một công việc rất là tốt. Vậy cô ấy là một người như nào? Rất là efficient. Tức là cái từ này cô không biết là gì, ít nhất là nó cũng phải là một từ tốt rồi, đúng không? Mang nghĩa tốt rồi, đúng chưa? Thế thì ở đây cô sẽ có những cái từ nào mà mang nghĩa tốt thì cô sẽ phải loại đi. Bởi vì câu này của cô nó đang là câu gì đấy ạ? Câu này của cô nó đang là câu gì? Câu opposite meaning, đúng không? Vậy đây là nghĩa tốt, cô cần phải tìm một cái từ gọi là gì? Nghĩa không tốt, đúng không? Thì ở đây cô sẽ có này, thứ nhất từ cautious là từ tốt, bỏ đi. Bởi vì cautious ở đây mang nghĩa là rất là cẩn thận, đúng không? Nó là nghĩa tốt, cô bỏ đi luôn, đúng chưa? Ở đây có 3 từ này đều là mang nghĩa không tốt hết. Từ haughty của cô ở đây nó là gọi là gì nhỉ? Kiêu ngạo, coi mình là trên hết, haughty, được chưa? Ineffective là gì đây? Không hiệu quả. Và incompetent là không đủ năng lực, không có năng lực. Câu này là dễ bị lừa đây này. Có bạn nào chọn đáp án C không? Đấy, Lê Thu Hà chọn đáp án C rồi. Rosie lại chọn C rồi. Thư đang học hành chọn D. Câu này phải là đáp án D các em nhá, không phải là đáp án C được. Bởi vì sao? Ineffective là không hiệu quả. Ở đây thường nó chỉ dùng cho vật thôi, chứ người ta không dùng cho người là ineffective. Mà người người ta dùng là efficient như thế này này. Và efficient trong trường hợp này sẽ trái nghĩa với incompetent, tức là không đủ khả năng, không có khả năng, làm việc không tốt, được chưa? Cho nên là câu số 22 phải là đáp án D. Đấy, những bạn nào mà đáp án C thì tức là rơi vào bẫy của cô rồi. Ok, câu tiếp theo, câu số 23 nhé. Câu số 23 này. She has taken power after winning the election. Sau khi mà cô ấy, nào lại tiếp tục phải bám vào cái phần sau để hiểu này. Sau khi mà thắng được cái gì đấy ạ, cuộc bầu cử election, đúng không? Thì cô ấy làm sao đây? Cô ấy giữ quyền kiểm soát, cô ấy nắm cái gì nhỉ? Take power, tức là cô ấy nắm quyền, đúng không? Thế thì nắm quyền trong trường hợp này trái nghĩa với nó sẽ là gì? Nó bằng nghĩa với từ rule, bằng nghĩa cho nên cô bỏ. Nghĩa là nắm quyền hay là kiểm soát, đúng không? Resigned là gì đây? Từ chức, đúng không? Từ chức, không được nắm quyền nữa. Given in là nhượng bộ, nhượng bộ. Và lost the way có nghĩa là mất phương hướng. Thế thì trong trường hợp này là gì ạ? Trong trường hợp này chọn đáp án B cho cô thôi. Ok, rồi chính xác. Sakura Huyền, em lại nhìn, ui em lại làm đồng nghĩa à? Khổ thật.
Đấy là một trong số những cái lỗi mà hơi bị buồn cười đấy nhá, Sakura Huyền nhé. Nào câu số 24, câu số 24 trong đề của bộ là một câu số câu hỏi về thông tin. Câu hỏi xin thông tin. Do vậy mà cô cũng bám sát đề của bộ luôn, câu hỏi xin thông tin này. Could you show me the way to the station? À, câu hỏi xin thông tin thì tất nhiên câu trả lời phải là đưa ra thông tin. Vậy nếu câu nào mà không đưa ra thông tin thì các em đừng chọn. Chúng ta chọn cho câu đưa ra thông tin nhé. About 10 minutes. Ở đây hỏi là could you show me the way, có thể chỉ cho tôi đường đến không? Mà lại bảo 10 minutes loại. The show is not very interesting. Thì câu này họ sử dụng ở đây là show, họ sử dụng ở đây là show. Những bạn nào mà nằm trong cái loại chống liệt ấy thì các em hay có xu hướng là nhìn trên có cái gì chọn ở dưới cái đấy, thì ở đây là rơi vào cái bẫy đấy, được chưa? The station is very far from here. À, thì ở đây cũng không nói gì đến cái station cả, đúng không? Họ hỏi là chỉ cơ, đúng không? Vậy thì ở đây phải là đáp án gì? Đáp án D. Ok. Mấy câu đầu khó lạ luôn à cô? Thật à? Ok. Đề cô ra đấy. Đề cô làm mới tinh đó. Các em không copy nổi đâu. Rồi nhá. Câu số 25 này, the air quality in Hanoi is getting worse and worse, đúng không? Cái chất lượng không khí ở Hà Nội thì đang trở nên rất là gì? Rất là tệ. Vậy xem người này đồng ý hay không đồng ý với cái câu đấy nhá. I can't see anything in the morning because of too much smog. Bởi vì quá nhiều smog. Smog em biết là gì không? Smog chính là từ viết gộp lại của từ smoke and fog, tức là khói và sương mù, thì người ta gọi nó là smog, được chưa? Họ nói rằng tôi không thể nhìn thấy cái gì vào buổi sáng bởi vì có quá nhiều sương mù. Thì điều đó có nghĩa là gì ạ? Điều đó có nghĩa là họ hoàn toàn đồng ý với quan điểm trên. Vậy thì đồng ý, chúng ta lưu ý cho cô này nhá, đồng ý này. I don't really think so, câu này sai. I don't quite agree, sai. Họ đồng ý mà, đúng không? That's not a matter, câu này cũng sai. Vậy thì ở đây phải chọn đáp án C. You can say that again. You can say that again có nghĩa là I agree. Các em lưu ý cho cô. Câu này đi thi rất dễ gặp phải đấy nha, bởi vì câu này nó lạ này. Yeah. Tí em in ra làm đi làm lại cho nhớ. Chuẩn luôn. Bạn nào mà hôm nay thử sức được với cái đề này của cô ấy thì nó rất là quý giá luôn, cô nói thật. Bởi vì cái đề này là một cái đề mà cô, các em hoàn toàn có thể là bám vào nó để các em ôn rất là tốt nhá.